Xin chào các bạn, và mình là Cáo, mình là một reviewer. Và công việc của mình thì đòi hỏi việc thay đổi thường xuyên những chiếc điện thoại. Lúc thì sẽ là iPhone, lúc thì sẽ là Android. Và sau mỗi lần thay đổi như vậy thì mình phải thiết lập chiếc máy của chúng ta lại từ đầu. Và mình đã sử dụng được khá những chiếc điện thoại rồi. Và đây sẽ là 4 mẹo mà Cáo đã rút ra được. Sau cái lần khởi động đầu tiên, chúng ta nên cài đặt những gì, setup những gì để giúp cái việc sử dụng trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn. Đầu tiên sẽ là 4 mẹo dành cho Android nhé. Và nếu như các bạn sử dụng iOS hoặc là iPhone thì cũng đừng có kêu gào la làng các kiểu. Bởi vì Cáo đã từng làm một cái video về những 4 cái mẹo các bạn nên cài đặt khi mà lần đầu sử dụng iPhone rồi. Các bạn có thể dễ dàng xem lại bên dưới phần description hoặc ở cuối video này Cáo sẽ để một cái link nhấp vào là có thể xem được ngay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt chước style của bạn Nguyễn Nhật, đó chính là không mất thêm nhiều thời gian của các bạn nữa. Chúng ta hãy chính thức bắt đầu ngay bây giờ nhé. Và mẹo đầu tiên cũng gần như là bắt buộc khi mà sử dụng Android, đó chính là các bạn phải cài đặt cái Gmail của các bạn vào chiếc máy của chúng ta. Để làm cái gì? Đồng bộ danh bạ cũng như là cài đặt phần mềm. Đối với một chiếc điện thoại smartphone Android thì chắc chắn bạn cần một tài khoản Gmail. Điều này gần như là bắt buộc vì nó giống như quả tim đóng vai trò trọng tâm trong phần mềm của một chiếc máy Android. Việc đăng nhập Gmail vào smartphone giúp bạn có thể đồng bộ số danh bạ, đồng bộ được kho ứng dụng Android. Nếu bạn từng sử dụng một chiếc smartphone Android nào trước đây thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra lại những ứng dụng nào bạn đã tải trên chiếc máy cũ và tải về trên chiếc máy mới nếu cần. Và điều đó là chưa tính đến sự liên kết mạnh mẽ của Gmail với dịch vụ lưu trữ dữ liệu Google Drive và lưu trữ ảnh Google Photos mình sẽ giới thiệu ngay phần 2. Vì vậy, nếu cần sử dụng smartphone Android, hãy tạo ngay một tài khoản Gmail nha, vì nó hoàn toàn miễn phí. Nếu chưa quen thì bạn có thể nhờ kỹ thuật viên bán máy hỗ trợ tạo Gmail vô cùng đơn giản và dễ dàng. Và sau khi các bạn đã đăng nhập Gmail lên chiếc máy này thì ngay bây giờ các bạn hãy đăng nhập tiếp Google Photos hay còn gọi là Google Ảnh đó các bạn. Trong phần 2 thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về dịch vụ lưu trữ ảnh rất là thông dụng hiện tại là Google Photos hay còn gọi là Google Ảnh. Bằng việc sở hữu một tài khoản Gmail là bạn đã có thể đăng nhập và sử dụng luôn Google Photos. Điểm mạnh nhất của Google Photos là việc hỗ trợ lưu trữ hình ảnh với độ phân giải 16MP và video chất lượng Full HD không giới hạn. Đây là tính năng được áp dụng từ năm 2015 và hiện tại đã thu hút được 500 triệu người dùng thường xuyên chỉ tính riêng trên các máy Android. Ngoài việc hỗ trợ lưu trữ không giới hạn thì Google Photo ngày càng được nâng cấp trở nên thông minh hơn. Google cũng đang dần dần tích hợp sâu AI vào trong công cụ này. Ví dụ như bạn có kho ảnh hàng ngàn tấm nhưng chỉ muốn tìm những từ khóa chuyên dụng như là bóng rổ, selfie hay chụp ảnh cà phê, bạn chỉ việc gõ cụm từ này lên thanh tìm kiếm, còn lại hãy để chúng tôi lo. Bên cạnh đó thì ứng dụng cũng có thể tự tạo ảnh ghép, tạo ảnh panorama, thậm chí là tự tạo những clip ngắn có nhạc nền dựa vào những video bạn đã quay. Nhìn chung thì khi nói về tính năng của Google Photo thì nó khá nhiều, nhưng với nhu cầu người dùng cơ bản thì chúng ta có thể sử dụng nó làm nơi lưu trữ ảnh và video, sau đó có thể xóa hình và video trên chiếc máy của các bạn để tiết kiệm dung lượng bộ nhớ trong chẳng hạn. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ Cáo sẽ công bố một kết quả điều tra nghiên cứu một thời gian rất là lâu, rất là dài của Cáo. Đó chính là 100% người sử dụng trên điện thoại chắc chắn sẽ sử dụng bộ bàn phím trên điện thoại để sử dụng điện thoại hàng ngày. Đó là lý do vì sao mà Cáo sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ bàn phím đến từ Google và nó có tên là Google Keyboard. Hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều hãng sản xuất điện thoại Android và mỗi hãng thì sẽ tự phát triển riêng một bộ bàn phím hoặc sử dụng của một bên thứ ba nào đó. Riêng mình nhận xét thì hiện tại chỉ có bộ bàn phím mặc định trên cái máy Samsung là sử dụng khá ổn, nhưng vẫn sẽ ổn hơn nếu bạn chọn Google Keyboard. Thực tế thì Google Keyboard hiện đã nâng cấp với tên gọi mới là Gboard, vì vậy các bạn cũng đừng thấy xa lạ nha. Bộ bàn phím này rất là nhẹ nhàng, dễ dùng, dễ làm quen, đặc biệt là cho phép tùy biến nhiều bộ thêm với màu sắc đa dạng, có cả tính năng dự đoán trước những từ tiếp theo và đặc biệt là nhận diện giọng nói tiếng Việt với độ chính xác khá cao. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng tính năng nhận diện giọng nói khi điện thoại có kết nối mạng dữ liệu nha. Cáo đã sử dụng Gboard khá lâu và nhận ra được là bộ bàn phím này giúp hạn chế việc gõ sai hoặc tình trạng delay phím khi mà gõ nhanh khá là khó chịu. Tất nhiên là có chuyện nhanh các icon và ảnh gif rất là vui vẻ khi chat với bạn bè. Và gợi ý cuối cùng của Cáo sẽ là việc cài đặt một cái launcher hay còn gọi là một cái bộ giao diện mới. Nó sẽ giúp chúng ta thay đổi hoàn toàn cái giao diện mặc định trên chiếc máy. Giống như ở đây thì Cáo sử dụng Samsung, nhưng mà nếu như Cáo không thích sử dụng Samsung nữa mà thích sử dụng một cái bộ phần mềm tùy biến đến từ bên thứ ba nó giống như Google gốc thì sao? Hãy cài đặt launcher. Việc cài đặt một bộ launcher là cách nhanh nhất giúp bạn thay đổi bộ giao diện gần như hoàn toàn chiếc điện thoại Android. Điều này giúp việc sử dụng vui vẻ hơn, mới mẻ hơn sau một khoảng thời gian dài khiến bạn bắt đầu nhàm chán dần. Trên kho ứng dụng Android là CH Play, chúng ta có nhiều bộ giao diện nhưng nổi bật nhất chắc hẳn là Nova Launcher. Khi cài đặt lên chiếc máy thì chúng ta sẽ có ngay sự thay đổi từ các icon, cách thức hoạt động, ứng dụng chuyển cảnh. Nova Launcher lấy phong cách rất gần với Android gốc nên bạn sẽ cảm thấy sự nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng thực tế là Nova Launcher cho phép bạn tùy biến rất nhiều thứ tiểu tiết bên trong. Nếu muốn mở hoàn toàn các tính năng, bạn có thể mua luôn phiên bản Premium với giá không cao lắm và đôi khi còn được giảm giá bán rất sâu.
Thực tế thì vẫn còn rất là nhiều bản Launcher hay ho khác trên CH Play. Các bạn hãy để lại chia sẻ bên dưới phần comment cho Cáo và các bạn khác cùng trải nghiệm các bộ Launcher khác nhé. Và đó tất cả những nội dung trong video của ngày hôm nay. Rất mong video sẽ giúp các bạn sử dụng chiếc điện thoại Android một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Bên cạnh đó thì các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Thế Động bằng cách nhấp vào cái logo màu vàng xuất hiện bên đây để nhận những video mới nhất từ tụi mình. Và như đã hứa ở phần đầu của video, đây sẽ là link về 4 mẹo cần cài đặt ngay lần đầu mở chiếc máy iPhone lên nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau. Mình là Cáo, đừng quên mình. Peace! Hãy nhớ để lại góp ý chủ đề bên dưới phần bình luận của video luôn.